What? Sạc được này các bạn ơi. Áo thật sự. Phải test ngay luôn. Ngại gì mà không thử. Đầu tiên là mình có ở đây một cục sạc dự phòng các bạn nhé. Để có cắm luôn cả cái đầu Type-C rồi. Cũng là cái cáp Type-C to Lightning mình vừa ra để mà gắn vào cái đầu iPhone ở đây. Và cũng chỉ có một cái tờ giấy để mà vẽ lên thôi, chứ không có một cái sạc không dây nào các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là đặt lên như thế này. Và mình sẽ sử dụng cây bút lông để mà nối từ đầu này, đúng không? Đấy, nó sẽ hơi ngoằn ngoèo một tí. Sau đó là cắm vào đầu iPhone. Không lên à? À, vẫn được các bạn nhá. Cứ tưởng là nó không lên chứ. Thật ra video ở trên là bịp đó các bạn à. Và đây là câu trả lời thật sự các bạn nhé. Chúng ta không thể nào sạc bằng cách là lấy bút lông vẽ để nấu hai đầu cáp sạc lại được.